Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Đây là hai mẫu đầu xịt Reload 645. Những mẫu đầu xịt này thời gian gần đây thì được rất nhiều khách hàng quan tâm vì nhu cầu sử dụng để phun xịt rửa xe này, rồi là phun thuốc sổ riêng rất là nhiều. Các bạn có thể để ý này, hai chiếc này thì về cơ bản thân piston tất cả gần như là nó sẽ giống nhau, nhưng cái khác nhau duy nhất đó chính là cơ chế chạy. Chiếc bên trái tôi đây là chiếc chạy trực tiếp, tức là nó sẽ lắp trực tiếp vào phần động cơ xăng. Còn mẫu bên phải mình đây là chuyển động dây đai, dây cura. Xin mời quý vị và các bạn đến gần hơn, các bạn sẽ thấy chi tiết nó như thế nào. Về mẫu 645 này thì anh em có thể để ý này, piston của nó là piston sứ nhá, T30. Chiếc này nó có một cái đặc điểm khác biệt với các loại trên thị trường, đó chính là phần bấu áp được đúc liền vào phần xi lanh mặt trên, giúp cho các bạn khi sử dụng sẽ không sợ bung bấu áp như những dòng khác. Ngoài ra nó đã để cho các bạn thêm một cổng ra này trong tầm 34 để giúp các bạn nếu mà muốn bơm nước thì các bạn có thể chỉ cần tháo cái ốc này ra, vặn thêm một cái đầu gen 34 vào là các bạn có thể sử dụng để bơm nước. Em này thì có thông số này, áp lực sẽ 15 cho đến 50 kg F, tua vòng sẽ từ 520 cho đến 900 vòng, lưu lượng sẽ từ 19.5 cho đến 34 lít. Con này thì các bạn có thể lắp những cái loại động cơ motor nhá, từ 3 đến 5 HP. Còn nếu mà anh em nào lắp động cơ máy xăng thì mình khuyến cáo các bạn lắp từ 6,5 đến 7.5 HP nhá, cho chiếc 645 này. Chiếc này thì các bạn để ý này, cái trục nó đã giảm tốc rồi nhá. Đây là vị trí trục tay biên, nó sẽ ở vị trí này, và vị trí ra là vị trí này, là nó đã giảm tốc rồi. Cốt trục này là cốt trục 20, anh em nhìn đi này, cốt trục 20 nhá. Đấy, em này thì tất nhiên rồi, piston sứ, tất cả các thứ em này có thể dùng chung sang con này được. Còn con này đây, các bạn có thể để ý này, dòng này là chạy dây đai, dây cura. Đấy, thì nó sẽ có thêm một cái vị trí bắt bu li ở đây. Còn về tất cả thiết kế phần xi lanh đầu ra nó như nhau thôi. Đây là một trong những lựa chọn theo mình nghĩ là tốt. Khi các bạn mua máy thì nó sẽ cho thêm, nó sẽ để thêm cho các bạn một cái chân phụ, để khi vụ các bạn lắp động cơ thì các bạn sẽ kê cái chân phụ này xuống cái phần giá đỡ, thể để cái động cơ này nó chắc chắn hơn. Còn nếu mà cả cái đầu xịt này mà bắt trực tiếp vào cái phần lốc của động cơ thì nó sẽ không chịu lực được. Do đó thì nó sẽ phải để cho các bạn một cái chân phụ để các bạn lắp đỡ ở bên hông. Các bạn sẽ quan tâm đến giá của hai mẫu này đúng không? Thì mình sẽ báo giá luôn. Mẫu Reload 645 lắp dây đai, dây cura, giá của nó sẽ là 3.250.000. Còn mẫu Reload 645 lắp trực tiếp, giá của nó sẽ là 3.450.000, tức là chênh 200.000 so với mẫu lắp dây đai, dây cura. Anh em tùy theo các bạn thôi. Đối với mẫu này nhá, đẩy thì áp nó sẽ mạnh hơn chắc chắn, bởi vì nó đồng tốc với cả động cơ. Còn mẫu này thì chạy qua dây đai, dây cura thì cái tốc độ nó sẽ bị giảm. Thì tùy theo các bạn lựa chọn như thế nào cho nó phù hợp với nhu cầu thôi. Anh em có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình để các bạn có thể tiện theo dõi nhá. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.